lên đồ cái gì công lát. Xe này xe chính chủ nha công Alex. Xe hải quan chính ngạch nha. Hải quan chính ngạch 99 nha anh em. Đầu 35 nha, máy chưa trẻ nha. Dọn mới nguyên con như xe thùng, máy chưa trẻ nha anh em. Trên 160 triệu nha anh em ơi. Hồ sơ cầm tay nha. Anh em muốn về nhập là nhập nha. Đăng lên cho anh em thèm chơi nha công Alex. Trên 160 nha anh Dũng đào xe máy. Ba mốt triệu 500 nha đào hoàng.